Xin chào các bạn yêu may vá. Trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thiết kế cái mẫu đầm này. Với cái mẫu đầm này thì các bạn quan sát là mình sẽ có cái phần bên nách và bên ly dọc. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế nhé. Đầu tiên là mình sẽ vẽ cái thân sau trước, sau đó các bạn sẽ xác định cho mình cái đường ngang vai là vai chi 2, hạ vai là vai chi 10 cộng 0.5, là cổ chi 5. Rồi, sau khi chúng ta xác định được ngang vai thì các bạn dựng cho mình cái đường hạ ngực phụ, thì các bạn sẽ lấy bằng ngực chi cho 5. Sau khi mình có cái đường hạ ngực phụ rồi thì các bạn sẽ dựng cho mình một cái đường vuông góc với lại cái chiều dài váy. Sau đó các bạn dời xuống cho mình 3 xăng để làm cái đường ngang ngực chính. Rồi, kế tiếp mình sẽ xác định cái đường hạ eo. Hạ eo ở đây mình sẽ bằng số đo. Mình vẽ qua một đường. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ lấy cho mình hạ mông, thì sẽ bằng là mông chia 4 trừ đi cho 3. Đó, đây là sau khi mình hình thành xong. Kế tiếp thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc là mình sẽ vẽ cái dòng cổ. Thì dòng cổ các bạn sẽ vào cổ cho mình là 2 xăng. Sau khi vào cổ 2 xăng thì mình sẽ vẽ cong cái dòng cổ. Ở cái đầu cổ các bạn vào cho mình 0.3 cm. Cái phần eo thì các bạn vào cho mình 1.5. Mình sẽ vẽ được cái đường sống lưng. Sau khi vẽ sống lưng rồi thì các bạn sẽ xác định cho mình cái dòng nách, bằng cách là các bạn dựng vuông góc xuống cái đường ngang ngực phụ. Kế tiếp là các bạn vào cho mình 2.5. Bạn sẽ đo từ bên đường sống lưng, các bạn đo qua cho mình một cái khoảng cách là bằng 1/2 kích sao. Sau đó trên đường ngực chính thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4 cộng cho 1. Rồi sau đó là bởi vì áo này có eo, bên eo cho nên là mình sẽ lấy eo chia 4 cộng cho 2. Ngang mông thì mình sẽ lấy là mông chia 4 cộng cho 2 cộng 1 đi, mặc cho nó ôm. Rồi mình sẽ vẽ cái đường sườn hông. Đường sườn hông mình vừa dựng xong và mình sẽ vẽ được cái phần vai áo, mình sẽ lên 1. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia đôi cái phần nách ra làm 2 phần đều nhau. Mình sẽ vẽ qua 3 điểm. Đó là đầu vai 1/2 nách, qua cái phần 1/2 kích sao, và đến cuối cùng là cái điểm ngang ngực. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần thân sau của cái đầm này. Và bây giờ mình sẽ dựng hình cho cái phần thân trước. Các bạn sẽ lấy xuống cho mình cái đường hạ vai sẽ bằng là vai chia cho 10 cộng 0.5. Các bạn lấy cho mình vào cổ là cổ chia 5 cộng chia 2. Mình sẽ có được một điểm. Sau đó mình sẽ so cái đầu vai thân trước bằng cái đầu vai thân sau. Mình kẻ được cái đường xéo này. Cái tiếp là các bạn dựng cho mình một cái đường vuông góc xuống. Sau đó các bạn vào cho mình 3.5. Rồi, chia ra làm đôi ha. Kế tiếp là mình sẽ đo từ ở ngoài cái góc vải gấp đôi này nè. Bạn đo vào cho mình là bằng 1/2 kích trước, mình sẽ có được một điểm. Tiếp tục là mình sẽ lấy được cái phần ngang ngực thân trước sẽ bằng là ngực chia cho 4 cộng cho 1.5. Phần eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là eo chia cho 4 cộng cho 2. Mông thì các bạn lấy là mông chia cho 4 cộng 1.
Rồi bây giờ mình sẽ vẽ được cái dòng nách. Rồi, mình vẽ được cái dòng nách rồi thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái đường vòng eo, vòng mông thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường sườn hông. Và các bạn sẽ sa vạt cái phần lai xuống cho mình 2 cm. Rồi, cái cổ thì các bạn sẽ hạ cổ xuống cho mình là cổ chia 5. Mình sẽ được vẽ được cái dòng cổ. Đây là phần cổ thân trước. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy cái phần hạ bên ngực để mình vẽ bên ngực và cái đường ngực bên bên ngực. Đầu tiên các bạn sẽ đo xuống cho mình một cái khoảng cách hạ bên ngực cộng cho 2. Mình sẽ vẽ những cái đường phụ bằng cái màu mực tím. Cái đường này sẽ là hạ bên ngực cộng cho 2. Cái đường hạ bên ngực này thì các bạn sẽ đo bắt đầu từ hốc cổ. Từ hốc cổ này các bạn đo xuống cái điểm đầu ngực thì các bạn sẽ có đường hạ bên ngực. Cái tiếp là các bạn sẽ từ cái điểm hạ bên ngực này các bạn giống vô, bắt đầu từ cái điểm khoảng cách giữa này thì các bạn sẽ có cách ngực. Mình sẽ lấy là bằng là cách ngực chia 2. Cách ngực có nghĩa là cái khoảng cách từ đầu ngực trái sang đầu ngực phải ha, đầu ngực trái sang đầu ngực phải là đường cách ngực. Rồi cái tiếp là cách từ cái đầu cách ngực này các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái đường thẳng. Cái khoảng cách này thì các bạn sẽ lấy cho mình dài qua cái phần eo và xuống thì từ 9 đến 11 cm. Sau đó là các bạn hồi nãy mình có cộng cho 2 đó thì các bạn sẽ vẽ cái phần bên cong. Thì đây sẽ là cái phần bên áo, bên dọc. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái phần bên ở bên hông thì các bạn sẽ lên cho mình 5 cm. Rồi, cái phần bên này á, thì nó sẽ nằm với cái khoảng cách hạ bên ngực là 2 cm. Nghĩa là hạ bên ngực thì chúng ta cộng cho 2 thì chúng ta sẽ lên 2 cm ở đây ha, lùi lên lại 2 cm so với cái đầu bên dọc. Sau đó là các bạn sẽ cắt cái khoảng cách giữa cái hạ bên ngực mà chúng ta vừa tìm được là 2 cm nữa thì chúng ta sẽ có được cái bên sườn. Rồi kế tiếp là các bạn sẽ lấy ra cho mình 2 cái bên sườn, mình sẽ vẽ được cái hình này. Và mình muốn lưu ý cho các bạn ở cái vấn đề này thì các bạn khi các bạn vẽ cái đường bên sườn này là 2 cm thì các bạn sẽ bị thiếu đi cái đường sườn hông. Vì vậy thì các bạn nhớ là các bạn vẽ cái phần thân sau các bạn đã có được cái đường sườn hông rồi thì các bạn sẽ làm cái công việc là các bạn xếp cái phần bên này lại. Các bạn sẽ lấy cái tay của mình xếp cái phần bên này lại, xếp giống như là mình đã may rồi đó. Bạn lấy kim gút các bạn ghim cái phần bên này lại. Sau đó các bạn đặt cái phần thân sau lên, các bạn đo cho mình cái khoảng cách sườn bên sau, bên hông này bằng sườn bên hông này. Sau đó các bạn mới cắt cái phần lai thì cái áo của bạn đó khi đó thì nó mới sẽ không bị hụt. Các bạn hình dung được ý mình nói rồi đúng không ạ? Rồi đó là cái phần bên ngực. Phần bên dọc đã xong, cái phần thân áo cũng đã xong. Bây giờ tới cái phần bèo. Thì cái phần bèo này các bạn có thể là cắt bèo dọc cũng được. Nhưng mà theo như mình thấy thì mình cắt cái bèo dọc đó thì nó sẽ không có cái độ rũ, độ mềm, nó không có đẹp bằng giống như là bèo xéo. Cho nên cái phần này mình sẽ cắt là bèo xéo. Các bạn cắt cái bèo xéo, cái bản bèo này sẽ là 3 cm. Bạn nào thích thì mình sẽ làm khoảng 4 cm, nhưng mà đừng làm lớn hơn thì nó sẽ không có giống như cái mẫu này. Cái phần mình đang nói phần bên cổ, cái bèo cổ nha, bèo xéo. Thì các bạn muốn rút dúng về lại giống như cái phần cổ này thì các bạn sẽ là bằng 2 lần cổ trên thân.
hai lần cổ trên thân, có nghĩa là các bạn sẽ đo cái dòng cổ thân trước và cái dòng cổ thân sau, các bạn nhân đôi lên thì các bạn hai lần cổ trên thân. Ở phía sau này thì các bạn sẽ may ráp vô cái phần dây kéo đây, phần cổ này thì các bạn may rút giống lại, các bạn tra vào thì cái bảng này từ 3,5 đến 4 phân. Rồi biết tới cái phần bèo ở trên cái phần tay này thì nó chỉ là bằng một nửa thôi, thì mình sẽ lấy bằng cái khoảng cách một nửa, nghĩa là các bạn sẽ lấy trên hai khoảng này. Đó, các bạn đo được cái đoạn A này. Mình ghi đây AB CD. Rồi, cái bèo tay thì các bạn sẽ làm bằng hai lần cái đoạn AB cộng cho CD. Rồi, bằng hai lần mình sẽ nhân cho 2. Đó, sau đó là các bạn sẽ đánh góc xéo vô đây. Phần này mình bỏ đi ha, này sẽ là gấp đôi, thì cái chiều dài của cái đoạn này nè là sẽ bằng hai lần đoạn ABCD. Các bạn sẽ rút chúng ở cái phần phía trong này, các bạn tra vào ở cái điểm ABCD này thì các bạn sẽ ra được cái váy. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là cái phần bèo ở phía dưới lai. Bèo dưới lai này thì các bạn sẽ làm cho mình bèo là 7 phân các bạn, nhưng mà các bạn sẽ làm bèo xoắn ốc. Các bạn sẽ đo ra đây được 7 phân. Bạn sẽ đo vòng tròn ra 7 xăng thì các bạn sẽ ráp vào trong cái phần lai này là đường xoắn ốc. Mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu thiết kế cái đầm này, nhưng mà mình muốn lưu ý với các bạn một cái điểm như thế này, đó là khi mà chúng ta thiết kế cái phần áo sát nách thì các bạn nhớ đẩy dùm cho mình cái phần nách lên 2 phân và các bạn sẽ ăn gian vô đen cho mình 5 ly và mình sẽ dễ lại cái dòng nách. Rồi, bên này cũng tương tự, mình sẽ vẽ lại cái dòng nách ở cái góc dưới này, đẩy lên để khi chúng ta mặc nó sẽ không có bị hở nách ha. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu thiết kế của cái áo này rồi. Cuối tuần thì hy vọng là các bạn sẽ triển cái mẫu này cho bản thân mình. Chúc các bạn thành công và nhớ subscribe kênh và like kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.